À, Bảo Ngọc chào các cô các chú nha. Hôm nay Bảo Ngọc lên văn phòng thăm ba nè. Ồ, mẹ đi công việc rồi nên hai ba con ngồi đây tranh thủ để mà mượn Bảo Ngọc giới thiệu cho các anh chị và các bạn một cái giải pháp để hỗ trợ có làn da được như baby luôn các bạn nha. Tinh thần phơi phới nha, trẻ hóa nha, và làm đẹp rất là tuyệt vời luôn các bạn. Đó, đây Bảo Ngọc đang đụng tới đó nè. Mình giới thiệu cho các bạn cái dòng sản phẩm mật táo đỏ của Tâm An. Thì thương hiệu này thì quá đình đám ở trên TikTok và các cái nền tảng khác rồi. Và các anh chị và các bạn khi mà lên các cái sàn thương mại điện tử đó hoặc là kênh online thì chúng ta cũng tìm thấy cái sản phẩm này rất là nhiều, với nhiều lượt bán, review tốt và đặc biệt là hỗ trợ thực tế cho cái tình trạng sức khỏe của chính mình và gia đình của mình luôn các bạn nha. Rất là tuyệt vời các bạn. Đó, một cái chai như vậy là 250ml, bản thân bà xã mình cũng dùng suốt mấy tháng qua đó. Và cái chai này nó xinh xẻo như thế này đây. À, thấy không ạ? Nó có tem và đầy đủ luôn các chị và các bạn nha. Bạn Ngọc thấy không? Có đẹp không con? À. Bạn Ngọc lần đầu tiên lên sóng luôn các chị và các bạn. Thì sản phẩm này là giúp bồi bổ khí huyết, tăng cường tái tạo, lưu thông máu, cũng như là hỗ trợ tăng sức đề kháng cho mình, giúp cho mình ngủ ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn và có một làn da tươi trẻ, mịn màng, hồng hào luôn các bạn nha. Khi mà chúng ta sử dụng đúng liều lượng và kiên trì với cái sản phẩm này thì chắc chắn cái hiệu quả mang lại là rất là tuyệt vời luôn. Và các bạn cũng biết đó, mật táo đỏ nó không chỉ riêng là có mật táo đỏ không, mà nó còn bao gồm những cái thành phần phụ. Như sản phẩm này là chứa những cái vị là ngọt từ cái mật mía nè, đó, hoặc là kỷ tử, hoa cúc, hoa lài là những cái thành phần gọi là rất là tốt cho sức khỏe của mình ha. Đó, và dùng như một loại nước gọi là giải khát luôn. Rất là thích. Bản thân Benchu nhà mình cũng dùng rất là thích thôi các bạn ha. Tiếc là Bảo Ngọc phải trên 2 tuổi thì mới dùng được cái sản phẩm này, chứ con là mình cho dùng rồi. Đây là cái sản phẩm mà best seller, cũng là sản phẩm đầu tiên của nhà mật táo đỏ. Đây, mình để qua một bên ha. Sau đó mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp cái sản phẩm tiếp theo của Tâm An. Đây chính là mật táo đỏ rau non. Thì cái sản phẩm này chuyên hỗ trợ về làm đẹp cũng như là làm gọi là dưỡng da đó các bạn. Đó, cũng cùng công dụng như là cái mật táo đỏ bản traditional này. Đó, nhưng mà nó hỗ trợ thêm đẹp da bởi những cái thành phần từ các cái loại lá rau non ở trong này. Nó có bồ công anh nè, kỷ tử, công cúc, hoa lài, cần tây, rau non, nho, mật mía. Cái chai nó như vậy. Đó, thì hiện nay mình đang chạy cái chương trình là khi mà đặt một cái sản phẩm này mật táo đỏ rau non thì sẽ được tặng kèm một cái lọ 70ml mật táo đỏ ít mẫu ha, hỗ trợ cho các chị em rất là tốt. Đây là sản phẩm thứ hai các bạn ha. Đó, và mỗi cái sản phẩm mà mình quên nói các bạn biết thì ngoài những cái thông tin ở trên bao bì của sản phẩm thì ở trong này nhà Tâm An rất là dễ thương trong quá trình mà làm một cái thư cảm ơn như thế này, và kèm theo sau đó là những cái thông tin liên quan đến cái sản phẩm rất là chi tiết để các anh chị và các bạn có thể tham khảo và đọc trước khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm nha. Nói chung đây là một sản phẩm mà mình thấy là dùng rất là thích và cái phản hồi của khách hàng cũng rất là tích cực luôn các bạn. Thì ra thì mỗi cơ địa của mỗi người sẽ có một cái cách hoặc là một cái gọi là khả năng cái hấp thụ khác nhau tại cái thời điểm nhất định. Đó, nên là đôi lúc cái hiệu quả của sản phẩm nó có thể khác nhau dựa trên cơ địa của từng người theo từng cái giai đoạn. Tuy nhiên chắc chắn là nó có hiệu quả luôn, nên các bạn có thể an tâm để mà trải nghiệm thử cái sản phẩm này. Đây, từ con chưa nói đến sản phẩm này đâu, bạn Ngọc đang thích cái lon này các bạn ha. Tí nữa ba sẽ nói về cái sản phẩm này. Đây chính là cái sản phẩm mới nhất, phiên bản mới nhất của mật táo đỏ ít mẫu các bạn, hỗ trợ cho chị em phụ nữ, đặc biệt là vào cái chu kỳ, những ngày chu kỳ. Đây, nó có ghi rất là rõ nè. Hôm nay Cam mới lấy cái dòng này về. Trước đây thì đó là phiên bản cái hộp này các bạn ha, và có thể tặng quà được với cái hộp này, thì tí nữa Khang sẽ nói qua. Nhưng mà hôm nay là ra cái chai 250ml để hỗ trợ cho người dùng dễ sử dụng và tiện dụng, cũng như là có lợi hơn trong quá trình sử dụng cái sản phẩm này. Đó, thì đây là mật táo đỏ Tâm An ít mẫu nè, dành cho phụ nữ ngày ấy, ghi rất là rõ các bạn. Bổ máu nè, giảm đau bụng kinh nè, và điều hòa nội tiết các bạn ha. Đây là ba cái công dụng chính của cái dòng sản phẩm này. Thì một nửa thế giới từ nay trở đi an tâm
vào những ngày ấy sẽ có một cái giải pháp chăm sóc cho bạn, giúp cho bạn giảm cái sự mệt mỏi cũng như là giảm đau bụng và cái sản phẩm này hình như nó còn hỗ trợ cho cái việc là đào thải những cái gọi là chất dơ luôn á, sạch luôn, làm nói chung là sạch sạch kinh. Đấy là bạn đây, bao bì này rất là dễ thương và hôm nay em mới lấy luôn, mới ra các bạn, mới ra cái phiên bản 250ml. Con gái thấy đẹp không, con gái thấy đẹp không, màu tím thấy đẹp không? Đại diện thương hiệu của Green Beauty liên quan đến các cái dòng sản phẩm về thực phẩm chức năng. Rất là dễ thương. Đây, cách dùng thì cũng đơn giản đó cả, cách dùng là pha 2 muỗng nè, tầm 20ml và pha với nước ấm vừa khẩu vị dùng thôi, rất là đơn giản ha. Trên bao bì rất là đầy đủ, có khăn niêm phong của công ty đàng hoàng. Các cái dòng này thì các anh đều ký hợp đồng với công ty hết, nên các bạn an tâm về cái hàng chính hãng và sử dụng thôi. Trên bao bì thì đầy đủ thông tin luôn các bạn. Lưu ý ha, khi mà mình tìm một cái sản phẩm á, thì mình xem tất cả các thông tin liên quan rồi cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, mình an tâm thì mình dùng thôi ha. Và dĩ nhiên là trong quá trình dùng thì mình sẽ có những cái cảm nhận và trải nghiệm cá nhân để nhằm gọi là lựa chọn cái sản phẩm mà phù hợp nhất với mình. Khi mà mình cảm thấy là mình muốn điều chỉnh sản phẩm đó, thì mình có thể là dựa trên cảm nhận của mình để mà mình điều chỉnh theo từng cái giai đoạn. Có thể là bình thường chúng ta chị em phụ nữ uống cái mật táo đỏ Tâm An này đi, đúng không ạ? Bản bình thường, nhưng mà đến những cái ngày đặc biệt đó, những ngày ấy đó, thì mình có thể dùng cái mật táo đỏ ít mẫu này, nó chứa ít mẫu đó, nó hỗ trợ và gọi là tối, gọi là sao ta, tối ưu cho những ngày ấy, một cái giải pháp cho sức khỏe tối ưu cho những ngày ấy các bạn ha, kể cả về bổ máu, giảm đau bụng kinh, điều hòa kinh nguyệt nọ, rất là đẹp. Nói chung là em thích cái bao bì mới, bao bì của cái sản phẩm này rất là đẹp, màu xanh, màu đỏ, rồi màu tím, với chị em mặc quần áo ngọc rồi. Rồi và để qua đây nha. Thì ngoài những cái phiên bản là chai này để sử dụng ở tại nhà cho tiện lợi đó các bạn, đó đây ba mật, thì mật táo đỏ Tâm An còn ra hai cái phiên bản này dạng hộp quà. Một phiên bản là mật táo đỏ chứa ít mẫu giống như cái chai 250ml vừa rồi đó, nhưng mà trong này là 6 lọ, mỗi lọ 70ml để làm hộp quà tặng và những cái dịp đặc biệt. Rất là dễ thương ha, rất là chu đáo luôn, công ty rất là chu đáo. Và bên cạnh đó là có một cái hộp mật táo đỏ truyền thống này đó, nhưng mà dạng hộp các bạn, cũng là 6 lọ 70ml, tổng cộng là 420ml cho một hộp như thế này, và chúng ta hoàn toàn có thể làm quà tặng rất là tuyệt vời cho những cái dịp đặc biệt dành cho người thân thương của mình hoặc là những cái người mà mình quan tâm đó, thì mình tặng những cái hộp quà này thì rất là trân trọng và nó lại mang một cái gọi là yếu tố về sức khỏe, một cái sự quan tâm, một cái sự yêu thương mà mình muốn trao đến cái người yêu thương đó ha. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, tí hồ nhận nhận cách xe đã có đủ đền không hả? Đủ vô dầm bẻ rồi tí hồ có đền không hả? Là ngoài ra thì nhà Tâm An còn có một số cái sản phẩm về bột thuần chay đó các bạn. Đó đây một cái loại bột mà hiện nay con trai của mình cũng đang dùng để hỗ trợ canxi và protein thuần thực vật các bạn ha. Đó, uống rất là thơm và nhóc rất là thích cái vị này luôn. Có mè đen thơm lắm. Đó thì cái loại bột này thì mình sẽ chưa có đẩy mạnh ở giai đoạn này, tuy nhiên mình vẫn có kèm theo trên các cái gian hàng của mình đó. Thì các anh chị và các bạn muốn trải nghiệm, đặc biệt là muốn lựa chọn những cái sản phẩm thuần chay để mà hỗ trợ cho cái giải pháp dinh dưỡng của cả gia đình, thì chúng ta có thể tham khảo và lựa chọn cái sản phẩm này để xài thử ha các bạn ha. Đó, đây, các loại hạt. Cái hộp cũng rất là xịn ha, trong mỗi cái hộp nó có niêm phong hẳn hoi, bạn có thư cảm ơn rồi có cái niêm phong này đó, thấy không, rất là an tâm để dùng. Ok thì chủ yếu là hôm nay có Bảo Ngọc tới chơi nè, tôi lên văn phòng của bạn chơi nè, nên là mình tranh thủ mượn Verdes để mà giới thiệu cho các bạn về cái dòng Tâm An Natural ha, về liên quan đến các cái dòng sản phẩm mật táo đỏ và những cái loại bột thuần chay tốt cho sức khỏe. Thì như các bạn cũng biết là công ty của Khang thì ngoài phân phối những cái dòng sản phẩm này thì tụi mình bắt đầu là từ những cái dòng dược mỹ phẩm, mà các bạn có thể thấy sau lưng của mình rất là nhiều cái giải pháp làm đẹp. Thì trong quá trình mà mình làm những cái giải pháp làm đẹp liên quan đến chăm sóc sắc diện từ bên ngoài đó, thì mình lại sao ạ, là mình lại rất là
quan tâm và đâu đó là phải bổ sung từ bên trong, tại vì quan điểm của mình là phải khỏe trước rồi mới đẹp sau, đúng không ạ? Không ai mà có thể đẹp được trong quá trình mà sức khỏe không có được tốt đó, nên là mình tìm kiếm những cái dòng sản phẩm để anh chị ạ, bổ sung bên trong cho khách hàng luôn, gọi là 360 độ luôn các bạn. Và mình tìm đến Tâm An là được một người em giới thiệu và mình đã ký và phát triển. Gần đây thì Khang có hợp tác và phát triển thêm cái dòng là của Trung Nhân nữa, liên quan đến các loại đông trùng hạ thảo, mật ong Tây Bắc đông trùng hạ thảo, hoặc là mật ong Tây Bắc đông trùng hạ thảo nhân sâm, hoặc là với nghệ nano đó, hoặc là những cái loại mà hỗ trợ cho gọi là dinh dưỡng từ bên trong, rất là tuyệt vời. Nói chung là từ từ mình sẽ có thêm những cái sản phẩm mới để mà để có thêm nhiều giải pháp để mà chăm sóc cho anh chị em, bạn bè và những người khách hàng thân thương, những cái giải pháp mà tối ưu mà mình đều gọi là đã trải nghiệm và lựa chọn đó các bạn ha. Rất là an tâm để dùng luôn nha các bạn nha. Sắp tới sẽ là thêm sản phẩm nữa ha, thêm giải pháp làm đẹp nha. Rồi thì rất hy vọng là cái thông tin vừa rồi mình chia sẻ cũng giúp cho mọi người có thêm cái gọi là giải pháp để mà phục vụ cho cái sức khỏe của chính mình, hoặc là những người thân thương xung quanh mình, hoặc là mình có thể tặng cho những cái đối tác, những người bạn, những người mình quan tâm và những cái dịp đặc biệt, hoặc là tặng bất cứ khi nào mà bạn thích thôi, chứ không nhất thiết phải đến dịp đặc biệt, đúng không ạ? Mỗi ngày đều là một ngày đặc biệt hết ha các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều nha, và cảm ơn Bảo Ngọc đã tham gia cái clip hôm nay. Thì sắp tới hy vọng Bảo Ngọc sẽ trở thành KOL và là người gọi là kế thừa cho những thương hiệu của WK phân phối. Ok, rồi cảm ơn các tình yêu, xin chào và hẹn gặp lại. Bảo Ngọc chào các cô các chú đi. Bảo Ngọc ơi, Bảo Ngọc, Ngọc ơi, Ngọc, Ngọc nè, Ngọc nhìn các bạn đây, nhìn các bạn đây. À, con chào các cô các chú. À xin chào các bạn.